Xin chào cả nhà. Hôm nay nhân tiện về Văn Giang thăm một số vườn. Ở đây nghĩa cái vườn của anh Phúc Anh, nhà vườn Phúc Tâm nha. Cả số điện thoại. Theo quan sát của tôi thì thấy là anh Phúc thích những cái cây to, đang sở hữu khá là nhiều cây to, cây cỡ đại và cây công trình, cây phôi si. Ở đây có một cây tùng cuốn rất đẹp, không biết là nó có phải là gốc từ Nam Định hay là Văn Giang thì không rõ. Thân rất mềm, đường bay rất đẹp. Đường kính gốc chừng đâu đó phải tầm cỡ 35. Cây tùng đẹp quá. Ở đây có một vài cây trông khá là độc đáo. Cây cherry này, cây hoa giấy dáng rất đẹp kìa. Tác phẩm kia mà có thể làm kỹ cũng thành một trong những tác phẩm độc đáo. Có thể làm mà tàn rớt, giật chữ triện mà làm kỹ cũng rất đẹp. Có một cốt xanh trực này, rất hay. Thì thỉnh thoảng lại đi các nhà vườn để chia sẻ những cái giá trị của anh em, của cộng đồng. Cái triển lãm thì cũng tốt thôi, nhưng mà chúng ta ngắm thì nó cũng đủ thì thôi. Xem nhiều quá nó cũng thấy thiếu thiếu phải không quý vị? Một cái phôi dưới này là phôi rất đẹp luôn. Phôi này rất là tiềm năng. Thực sự là một phôi đẹp đấy. Hiện nay thì nuôi cái cút nó còn đang hơi nhỏ một chút, nhưng mà phải nuôi một thời gian lâu. Sang ngắm những cái phôi để xem là có cái gì tìm kiếm được cái đồ nguyên liệu hoặc là cái gì đó. Nhiều khi người ta chán thì chúng ta lại có thể sưu tầm được. Thì anh em có thể nhường nhau được, rất là tốt. Cái điểm mạnh cái vườn này chính là những cái cây khá là to đây này. Có cái cây bé bé, trắng trắng. Hôm nay là Việt Nam Hương Sắc cũng về Văn Giang để chia sẻ một vài giá trị của anh em ở đây. Đặc biệt là nghe anh Phúc Ảnh nói về những cái điều rất đặc biệt, những cái tiếng nói mà thông thường chúng ta ít dám nói, mà nói một cách nghiêm túc mới là cái điều chúng ta trân trọng. Ồ, cái cây này nó rất độc đáo, nhưng mà nó lại là thuộc một cái dòng xanh rất khó làm. Đây gọi là xanh gì anh? Cái này nó là cái dòng xanh xanh quê. Xanh xanh Văn Giang ấy. Xanh Văn Giang ở đấy ạ. Xanh Văn Giang này. Má nó rất là to. Cái này rất là khó làm nhé. Làm lâu lắm. Một thưa này. Các cái đuống này này nó rất là dài như này. Nó dài đến như này là cả gần chục phân. Như này nó sẽ không ra đến cái điểm giật, điểm chuẩn để cho mình cắt. Và nó thưa thì răm nó thưa lắm. Làm lâu lắm. Có thể đến hàng chục năm vẫn chưa được xong được một cái bộ bông. Tất nhiên là mỗi một cái dòng xanh thì nó có một cái thế mạnh riêng. Yeah. Tuy nhiên là đặc điểm của cái dòng xanh Văn Giang hay xanh quê thì nó có cái điểm tương đồng là làm nó khá lâu. Nhưng mà cái lâu thì nó lại có cái hay là nó sẽ phát triển chậm và nó không bị phá thế, phá dáng. Tại em có nghe anh Phúc chia sẻ là dòng xanh Văn Giang này thì thực ra thì cũng không có nhiều người chuộng lắm. Thế nhưng anh ấy là người con của Văn Giang, khó làm đến cách nào thì anh ấy cũng
vẫn cố gắng mong muốn được giữ gìn những cái nét đẹp của quê hương. Thì mỗi cái dòng xanh nó cũng có một cái sự hưng thịnh trong một thời kỳ. Hiện nay thì vẫn là chuộng những cây xanh nằm điền hơn. Tuy nhiên là về mặt quan điểm ấy là chúng ta không có nói cái nào hơn cái nào ở cái điểm gì. Vì cái đó là dành cho những người chuyên môn và thực tiễn, những người người ta chơi, người ta tạo tác thì người ta sẽ hiểu rõ hơn. Đúng là về Văn Giang là bạt ngàn hoa anh nhỉ? Đúng rồi. Anh thử phải liêm máy cho quý vị nhìn xa xa hoa. Hoa này là người ta sẽ mang ra những cái khu chợ hoa để bán, để treo cái giò. Cái giò hoa này thì nó không hoàn toàn là Tết đâu. Nhưng mà thường thường là cái nhu cầu ngày Tết bao giờ nó cũng là nhiều hơn. Thì người ta sẽ trang trí. Cái hoa này nhưng em không biết chăm. Về đến nhà em nó còn. Chăm cái hoa này hơi khó. Đi vào đây tìm xem là có cái cây xanh nào không. Cây xanh nó chất chất nào không. Đấy, những cái dòng xanh quê này nó lên thì nhìn nu cũng rất là đẹp, nhưng mà nó làm hơi lâu. Nhưng làm xong rồi mà đến lúc mà để thả nước được thì nó đẹp lắm, thích lắm. Cây đa trong này thì nói chung là có nhiều thứ. Việc chăm nuôi này cũng rất là quan trọng. Ở đây thì anh Phúc cũng khai thác nhiều những cái phôi và để tạo dựng. Không biết cái cây này là cây gì, anh chưa nhớ. Có một lần anh ấy nói rồi mà mình lại quên. Độc đáo không? Kỳ dị. Thời tiết hôm nay lại khá là nắng. Chúng ta lại đi. Hôm nay thì đang làm cho anh em chúng tôi, thì người thì mặc áo cộc tay, thì người thì như một con gấu xù đấy quý vị ạ. Và xin mời quý vị tiếp tục cùng ngắm cây hoa giấy. Cây hoa giấy ạ. Cây hoa giấy để làm kỹ được là rất là đẹp. Nó có cái điệu, có cái nét thướt tha yểu điệu của nó rất là hay. Và cái cây hoa giấy nó uốn mềm, nó dẻo hơn là cái cây xanh. Đấy, cái điểm nó hay là như vậy, vì như này ở cái đoạn này là nó dẻo. Nhưng mà để mà nó cứng lên một cái là cây hoa giấy nó giòn lắm, nó rất dễ gãy. Nên là uốn cây hoa giấy là như anh uốn cái cây Long Vân Quần Mộc là cũng gãy rất nhiều răm, nhưng mà cũng được cái thành quả như ngày hôm nay cũng là sự cố gắng. Rồi chúng ta đến thăm quan, lướt qua cái vườn, không phải là vườn chính đâu, vườn số 2 của anh Phúc, một trong số những vườn của anh Văn Giang. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.